bầu. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Miu Seven và mình đang đứng ở vạch xuất phát thứ nhất. Còn phía đầu vạch xuất phát thứ hai là bác sĩ em nha các bạn. Ok, và hôm nay tụi mình sẽ tới với các bạn một trò chơi cũng khá là quen thuộc mà cũng không mấy là quen thuộc mấy. Trò chơi này do tụi mình tự sáng chế ra. Và tụi mình đang đi tới bước giữa của từ cái vạch xuất phát thứ nhất và vạch xuất phát thứ hai. Mình đã đi tới vạch giữa này là chia đôi hai quãng đường rồi đó. Và bây giờ hiện tại tụi mình đang có một ca nước. Đây, mình sẽ đặt ở giữa cái vạch đích của hai đầu vạch xuất phát luôn nha. Và bốn cái ghế. Và mình cũng giới thiệu qua luôn là bây giờ mình sẽ tháo từng cái ghế một ra. Đó. Đó. Xong rồi á, sau đó bỏ mang dép không? Tháo dép ra. Đó. Ok, và mình sẽ lấy băng keo mình quấn chặt lại. Và hai người sẽ trong tư thế như thế này, đứng hai đầu vạch xuất phát và đi tới đây. Uống nước, nghỉ ngơi. Tại vì đi xong mệt phải uống nước nghỉ ngơi đúng không các bạn? Uống nước chứ không cho nghỉ ngơi nha. Nghỉ ngơi là thua gán chịu nha. Ừ. Nhưng mà ai tới trước là thắng nha. Ai tới trước mà cầm được ca nước rồi mới được gọi là chiến thắng. Cứ phải uống cái đã, đi mệt là cứ phải uống. Nguyên tắc là nó vậy. Người nào đi về trước sẽ thắng. Dòm về chứ khó lắm nha các bạn. Cái ghế này nó mềm nữa, dẹo qua dẹo lại té, nhiều khi gãy giò. Tụi mình phải hy sinh để làm một cái video cho các bạn coi là tụi mình phải hy sinh về sức khỏe chứ. Độ nguy hiểm của nó mà. Ok, và không dài dòng nữa, tụi mình bắt đầu let's go. Quyết định đi quấn chân của từng người thì chân ai người đó tự xử nha. Rồi. Mà bây giờ hai thằng tụi mình đang đứng ở hai đầu của vạch đích. Bác sĩ em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi. Ok, let's go nha. Rồi, chưa? Vô. Đi đi. Chưa. Không có ăn gian nha. Ăn gian đâu. Rồi. 1, 2, 3. Dứt. Trời ơi. Nhanh đi. Rồi anh cường tới trước à. Trò chơi có thêm một biến tấu mới là bây giờ là tranh giành. Hay không? Nè nha. Không có cho nó đụng với bạn. Nó chưa? Nè, xích lên mày đừng chơi ăn gian. Rồi bắt đầu về nha. Ừ. 1, 2, 3. Vẹ cường nhanh đi. Thua rồi mấy bạn ơi. Mình là thấy thua rồi. Thắng rồi. Ngắn không? Cháu giải đi. Ngắn không? Để máy luôn. Em đi tới không? Để máy luôn, lấy hai cái cây kia kìa. Lấy hai cái cây kia kìa. Ủa hai cái cây dài nãy đâu rồi ta? Đánh nhau hả? Thì mình đô vạch. Không sao đâu. Gửi lên. Ngắn đi. Rồi lấy đi, đổi cây thôi, không té rồi. Kia gãy cây rồi. Đổi cây nè. 1, 2, 3. Ui. Mẹ ngu. Rồi nha. Rồi, cây rồi đúng không? Tính tình hết. Thôi giờ bỏ cây đi, đô vạch đi. Bỏ cây vạch nè. Bỏ cây luôn phải không? Vạch. Bỏ. Vạch đó. Ê, ngươi làm sao lại tao?
Úi đau quá. Trời ơi, edit rồi cơ. Thế trời. Ok. Ok các bạn nha. Ok các bạn nha. Cái phần trò chơi thêm sau này là phần người ta gọi là gì, là bonus. Bonus thêm một cái phần sau để cho thêm phần thú vị. Ok. Và video của tụi mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cái máy để đẳng không biết có sợ ăn trộm ta. Yên tâm, nhà giàu mà. Nhà giàu mà. Mất cái này mua cái khác. Ok, và video của mình xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ cho Mew7 và bác sĩ em nha. Ok, bye bye.